Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của 7 News. Bản tin hôm nay với những nội dung đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vợ Bắc Giang khi chồng chưa kịp mặc quần, hành động của người chồng khiến ai cũng sốc. Sự việc xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo đó, một người phụ nữ đã biết tin chồng mình quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, thậm chí còn đưa tình nhân về nhà để ân ái. Vì thế, người vợ đã theo dõi và rình rập, cuối cùng bắt quả tang tận tay vụ ngoại tình đáng xấu hổ này. Khi người vợ dẫn theo một nhóm bạn đi Bắc Giang, người chồng vẫn đang nằm trong phòng ngủ với tiểu tam. Khi người vợ xông vào nhà, người chồng hoảng hốt đến mức vội vàng chạy ra ngoài khi chưa kịp mặc quần dài, chỉ khoác tạm chiếc áo ngủ và mặc đồ lót. Sau đó, người vợ hùng hổ muốn xông vào phòng ngủ để xem mặt mũi kẻ đã cướp chồng mình, nhưng người chồng nhất định không cho. Anh ta đứng chặn ở cửa phòng, ngăn không cho vợ vào trong để bảo vệ tình nhân. Quá tức giận, người vợ lao đến đạp tung cánh cửa ra, bất chấp sự ngăn cản của chồng, thì thấy kẻ thứ ba vẫn đang thản nhiên và trơ trẽn ngồi trên giường xem điện thoại, hoàn toàn không màng tới thế sự, cứ như không liên quan gì tới mình. Thấy bản thân rơi vào đường cùng, người chồng đã có hành động khiến ai cũng sốc. Anh ta phi vào bếp, cầm một con dao rồi đem ra chĩa vào mặt vợ mình, ấn cổ cô vào tường, đe dọa cô dừng lại. May thay, một người bạn của người vợ đã nhanh tay lao đến giật lấy con dao, giúp người vợ không bị thương. Sau một hồi cãi vã và chửi bới lẫn nhau, cuối cùng người vợ đã quyết định rút ra tờ đơn ly hôn, yêu cầu chồng mình ký vào đó để kết thúc cuộc hôn nhân này. Bắn nhau tại trại gà ở Long An, một người chết. Ngày 26 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan vụ sử dụng súng săn bắn chết một nam thanh niên 27 tuổi. Theo đó, Nguyễn Đức Tài, 35 tuổi, bị khởi tố về hành vi giết người, Nguyễn Văn Tùng, 39 tuổi, Nguyễn Phương Duy, 27 tuổi và Nguyễn Tấn Phước, 21 tuổi, cùng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, Nguyễn Văn Thuấn, 38 tuổi, Nguyễn Hữu Hòa, 23 tuổi, và Nguyễn Hữu Trọng, 25 tuổi, bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Còn hai đối tượng Nguyễn Hoàng Ân, 28 tuổi, Huỳnh Đức Khánh, 25 tuổi, bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Cơ quan điều tra còn thu giữ 4 khẩu súng, 9 viên đạn, 3 chai bơm xăng. Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận giữa Bùi Tuấn Anh và Khánh đã xảy ra mâu thuẫn nên hẹn gặp nhau để giải quyết. Tuy nhiên, Khánh không đến địa điểm hẹn mà ở tại một trại gà của Tài. Sau đó, cả hai sử dụng điện thoại nhắn tin, khiêu khích qua lại. Ngày 4 tháng 6, Tuấn Anh sử dụng một súng tự chế bắn vào trại nuôi gà của Tài. Vì vậy, Tài lấy một khẩu súng đã mua từ trước bắn Tuấn Anh tử vong. Vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, Tài đã huy động khoảng 20 đối tượng đến trại nuôi gà của mình và mang theo nhiều hung khí như súng tự chế, dao phóng lợn, đao kiếm. Ngoài 9 đối tượng trên, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại liên quan đến vụ án mạng. Cơ quan điều tra yêu cầu các đối tượng liên quan đang lẩn trốn hãy ra đầu thú. Vụ xe khách lao vào nhà dân, chủ nhà may mắn thoát nạn nhờ đi ăn tối. Đứng trước ngôi nhà đổ sập không còn gì, bà Nguyễn Thị Phương, 48 tuổi, chủ ngôi nhà bị xe khách đâm nát ở khu phố Chí Đức, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên, vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Phương kể, từ trước đến nay, bà không bao giờ đi ra khỏi nhà vào buổi tối, nhưng tối 25 tháng 6, cháu bà có rủ qua nhà họ hàng để ăn tối. Lúc đầu bà không đi, nhưng cháu qua tận nhà chở đi vào khoảng 19h30 phút. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày thì xảy ra vụ tai nạn. Lúc được người báo tin tai nạn, tôi cứ tưởng là tai nạn ngoài đường, ở đâu đó, chứ ngờ đâu xe lao vào nhà mình. Khi về đến nhà, nhìn đống đổ nát bốc khói, tôi điếng hồn, bà Phương kể lại. Nghe tin nhà bị tông sập, ông Nguyễn Kim Hùng, 51 tuổi, chồng bà Phương, vội vã từ thành phố Hồ Chí Minh về. Ông Hùng kể, đêm qua anh trai tôi ở nhà bên cạnh định qua nhà tôi thắp nhang cho mẹ tôi, nhưng thấy có ai thắp nhang rồi nên quay về. Ảnh vừa về đến nhà đóng cửa thì nghe tiếng ầm. Một chiếc xe khách đã đâm sập nhà tôi. Nhờ đó anh tôi cũng may mắn thoát nạn. Như đã thông tin, tối 25 tháng 6, xe khách do tài xế D, 39 tuổi, điều khiển, lưu thông hướng Bắc Nam. Trên xe có 25 hành khách. Khi đến địa điểm trên thì lái xe đột ngột phanh gấp, xe khách chuyển hướng từ quốc lộ 1 qua đường số 2 và tông vào nhà dân. Hậu quả tài xế tử vong, 3 hành khách bị thương nhẹ. Đình chỉ cơ sở mầm non ở Hải Phòng sau clip giáo viên dùng lược đánh học sinh.
Cụ thể, ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn có thông báo số 44 về việc đình chỉ lớp mầm non độc lập Hà My. Căn cứ vào biên bản kiểm tra lớp mầm non độc lập Hà My tại địa chỉ số 14-20 Tôn Đức Thắng, phường Trần Nguyên Hãn, ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân về việc vi phạm trong lĩnh vực giáo dục của lớp mẫu giáo độc lập Hà My, Ủy ban Nhân dân phường Trần Nguyên Hãn thông báo, từ 26 tháng 6 2023, lớp mẫu giáo độc lập Hà My không được hoạt động do vi phạm về công tác quản lý của nhóm lớp. Cụ thể, lớp bị đình chỉ do các khoản thu chi không hợp lý, không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, một số vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh, đặc biệt liên quan đến đoạn clip đánh học sinh được chia sẻ lên mạng xã hội ngày 4 tháng 6 chưa được giải quyết ổn thỏa. Trước đó, như đã đưa tin, những ngày qua mạng xã hội Facebook xôn xao về clip dài hơn 3 phút do tài khoản được cho là của phụ huynh cơ sở mầm non Hà My đăng tải, phản ánh giáo viên của cơ sở mầm non Hà My có hành vi bạo lực với con trẻ, đánh nhiều lần vào chân của em. Riêng con chị D cũng bị cô đánh vào mông mới được đi vệ sinh. Chưa kể, trong nhóm Zalo phụ huynh, nếu phụ huynh có ý kiến trái chiều, lập tức bị mời ra khỏi nhóm, con cái họ cũng bị cô lập. Phụ huynh này còn cung cấp đoạn hội thoại qua mạng xã hội giữa chủ cơ sở và giáo viên trong trường. Những cháu hết tháng này nghỉ, tuyệt đối không động chạm vào nó, không ép ăn, không cần rèn và để ý. Đừng để nó bị xây xát gì là phức tạp đó, gây bức xúc trong dư luận. Tai nạn đường bộ thảm khốc tại Ấn Độ, gần 20 người thương vong. Ít nhất 10 người chết và 8 người khác bị thương sau vụ tai nạn xe buýt kinh hoàng xảy ra đêm 25 tháng 6 tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Hai chiếc xe buýt đi ngược chiều đâm vào nhau đã dẫn đến vụ tai nạn. Tất cả người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được tiết lộ. Ấn Độ là quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thuộc hàng cao nhất thế giới. Nguyên nhân của tai nạn phần lớn là do lái ẩu, đường xá xuống cấp và phương tiện giao thông cũ kỹ. Kinh hoàng vì người mẹ giết con để thành thơi theo bồ. Theo đó, chị Dương Thị Lưu, sinh năm 1976, tỉnh Lạng Sơn, cùng người tình là Dương Doãn Thanh, sinh năm 1969, ngụ cùng thôn, đã bàn mưu giết một cháu bé 6 tuổi. Đau lòng hơn, bé trai ấy chính là con trai của Lưu. Lưu từng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Lưu về giảng dạy tại trường trung học cơ sở xã Bắc Sơn. Cô giáo 20 tuổi đã kết duyên với đồng nghiệp của mình, đôi vợ chồng trẻ sống hạnh phúc cho đến khi Lưu sinh đứa con trai đầu lòng. Khi bé Dương Công Lân được 2 tuổi, cũng là lúc vợ chồng Lưu quyết định ly hôn vì những rạn nứt trong cuộc sống. Không lâu sau, Lưu có quan hệ tình cảm với Dương Doãn Thanh, sinh năm 1969, là người cùng thôn. Lưu nói với Thanh về một gia đình thực sự, nhưng Thanh lại tỏ vẻ lảng tránh và bóng gió nói rằng khó mà sống được hạnh phúc khi có sự tồn tại của đứa con riêng là cháu Dương Công Lân. Chiều lòng người tình, Lưu đã nghĩ phương cách giết con trai. Sau đó Thanh đến hiệu thuốc mua một vỉ thuốc ngủ rồi đưa cho Lưu. Lưu lấy hai viên nghiền vào nước rồi cho đứa bé 6 tuổi uống. Uống thuốc được một lúc, Lân kêu đói bụng và đòi ăn cơm. Cháu đang ăn giờ bát cơm thứ hai thì ngậm thuốc và tự lên giường ngủ. Hai kẻ sát nhân lập tức bế cháu bé đi tắt qua bờ ruộng đến chỗ mương nước cách nhà Lưu 150m, thả xuống để giả như Lân bị chết đuối. Khi vừa chạm nước lạnh, cháu Lân tỉnh dậy vùng vẫy. Thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy và dìm mặt cháu Lân xuống nước cho đến chết. Xong việc, Thanh và Lưu giả bộ kêu khóc, nhờ người đi tìm con. Cháu Lân được phát hiện chết dưới mương nước. Hai kẻ sát nhân cuối cùng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước cơ quan điều tra. Lưu bị tòa tuyên phạt án tù chung thân, còn người tình thì bị tuyên án tử hình. Vụ bắt đền xe công nghệ 200 triệu, nhân viên trạm BOT phát ngôn thiếu chuẩn mực. Chiều 26 tháng 6, ông Nguyễn Minh Trí, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Hạ tầng, C2, đơn vị đang tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm BOT xa lộ Hà Nội, chính thức thông tin vụ việc ô tô đụng hỏng thanh chắn BOT bị bắt đền 200 triệu. Theo ông Trí, sự việc xảy ra chiều hôm thứ Sáu, 23 tháng 6, lúc ô tô công nghệ lưu thông trên xa lộ Hà Nội đang nối đuôi với một container. Khi qua trạm, trên ô tô này có gắn hai thẻ ETAG. Hệ thống thu phí tự động tại trạm chỉ đọc được một thẻ trùng với biển số hiện tại nhưng lại không đủ tiền. Do đó, khi phương tiện đi qua thì ba tri gạt xuống đè lên trần xe. Ngay sau đó, nhân viên túc trực tại trạm xuống kiểm tra. Thông thường xử lý sự cố thì các anh em sẽ xem hư hại gì, lỗi chỗ nào để lập biên bản. Sự cố này không gây hư hại gì, chủ yếu căng thẳng do phát ngôn của anh em trực tại trạm thu phí. Có thể anh em quá nóng và phát ngôn thiếu chuẩn mực, ông Trí cho biết.
Ông Trí thông tin, sau một thời gian, hai bên xử lý ổn thỏa, không có bồi thường, tài xế lấy phương tiện rời khỏi trạm thu phí. Hiện phía lãnh đạo công ty đã yêu cầu ca trực hôm đó lập biên bản giải trình sự việc. Ba luật sư bào chữa vụ Tỉnh Thất Bồng Lai đang ở đâu, công an tỉnh Long An xử lý thế nào? Chiều 26 tháng 6, đại diện công an tỉnh Long An cho biết, đến nay, đơn vị này vẫn đang tích cực truy tìm ba luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, gồm Nguyễn Văn Miến, Đào Kim Lân, Đặng Đình Mạnh. Trước thông tin ba người này đang ở Mỹ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Long An sẽ có động thái gì tiếp theo? Đại diện công an tỉnh Long An cho hay, hiện thông tin ba người này ở Mỹ vẫn chưa biết chính xác hay không, chủ yếu là thông tin lan truyền trên mạng. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, ba luật sư nêu trên bị phát hiện có hành vi phát tán trên không gian mạng với những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý, kiểm tra, xác minh tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần cho các ông Nguyễn Văn Miến, sinh năm 1966, Đào Kim Lân, sinh năm 1967 và Đặng Đình Mạnh, sinh năm 1968. Nhưng những người này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Qua công tác xác minh, Công an phường nơi ba luật sư cư trú cho thấy, hiện ba luật sư không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không ai rõ và không liên lạc được. Kỷ luật Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã vào nhà nghỉ với vợ người ta. Ngày 26 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình, Cà Mau đã có quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Hoàng Phương, 42 tuổi, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Biển Bạch Đông, vì vào nhà nghỉ với vợ người ta. Theo đó, Ban Thường vụ huyện Cái Nước, khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2022, ông A phát hiện vợ mình là L cùng ông Phương đang ở cùng nhà nghỉ ở ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, nên trình báo công an xã Hưng Mỹ. Nội dung biên bản thể hiện, khoảng 6 giờ 30 ngày 20 tháng 8 năm 2022, ông Phương chở chị L xuống trung tâm sát hạch thi lái xe. Khi thi xong, chị L và ông Phương cùng đi ăn và sau đó xem lại bài thi đường trường. Một lúc sau, chị L nói mệt nên đề nghị vào nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Biên bản cũng thể hiện, ông Phương xác nhận giữa mình và chị L có quen biết quan hệ yêu đương tình cảm với nhau khoảng hơn 15 ngày và sau đó cùng vào nhà nghỉ. Như đã thông tin, trước đó Huyện ủy Thới Bình nhận đơn của người dân tố cáo ông Phương vào nhà nghỉ với chị L. Khi nhận được đơn, Huyện ủy Thới Bình giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành các bước xác minh làm rõ. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử nghiêm vụ khủng bố tại Đắk Lắk. Sáng 26 tháng 6, các đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 3 gồm ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Lê Thanh Phong, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, 8, 11 sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, cử tri ba quận bày tỏ phấn khởi khi Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Theo các cử tri, nghị quyết sẽ tạo cơ sở pháp lý, động lực để thành phố phát triển nhanh, bền vững. Bên cạnh đó, các cử tri cũng nêu ý kiến liên quan đến các vấn đề như bạo lực học đường, luật đất đai sửa đổi, lừa đảo trên không gian mạng, văn hóa phẩm đồi trụy, chuyển đổi số. Trong đó, cử tri Nguyễn Văn Bình, phường 15, quận 11 đã lên án mạnh mẽ vụ khủng bố tại Đắk Lắk và đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, cầm đầu có chủ trương gây rối. Bên cạnh đó, nhà nước cũng cần có sự khoan hồng với những đối tượng thiếu hiểu biết bị lôi kéo, kích động. Cử tri Nguyễn Văn Bình đề nghị, đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh, biên giới, cần bố trí cán bộ thật sự có tâm, có tầm, hiểu được tập quán, phong tục của người dân tại địa bàn quản lý. Có như vậy mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của bà con, tránh tâm lý e dè trong công việc tại những khu vực nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.